đẻ thêm tới hai trứng nữa mà. Ờ. Rùa nhỏ bữa đẻ một trứng, bữa nay đẻ thêm hai trứng nữa là ba trứng luôn. Không hiểu nữa. Bữa đẻ làm sao á. Ừ. Nãy giờ canh quay quá trời luôn mà canh không được. Cái mình không quay nữa cái nó đẻ. Lúc mình quay nó không đẻ mà mình không quay cái nó đẻ. Đâu ra rồi, ra trứng hả? Vậy đó, hai trứng kìa mày thấy không? Thì giờ mày để vậy đi là nó thôi con để im vậy luôn, khỏi ấp. Để nó nở nở không nở thôi. Ba mày nói trứng con rùa này tốt. Mà tanh. Trứng trứng tinh đang lắp. À, lắp lại hả? Thì để cho nó tự nhiên coi nó nở không? Để cho tự nhiên để luôn. Tự nhiên luôn, đừng có lấy ra làm gì. Mấy bữa lấy ra để. À này hóng. Cái gì? Trứng này nè, trứng này nè. Trứng ừ, nó mới đẻ con. Mình nó mới đẻ cái trứng hả? Đúng vậy rồi. Là con rùa này là nó có trống nè. Sao mày biết? Mày thấy nó có chịch không? Không. Không không thấy cái đó là nó đẻ lỗ đít đó hả? Đẻ lỗ đít chứ vậy nó bằng cái gì, đẻ bằng bộ phận sinh dục của nó đó. Nãy giờ canh thì đẻ đi vô nó đẻ. Con rùa đặc biệt cái là đẻ cái đường đẻ của nó là cái đường để đi toilet luôn, đường ia đường ia đường đái rồi đường đẻ là cũng một đường luôn. Bà lấy cái trứng đi. No. Bà để đó cho nó ấp rồi con. Để nó cho ấp. Tại sao mông cho con rửa cái này? Thôi vô đây chị. Tại sao không cho con rửa ở đây đó ba? Không an toàn. Đang lắp lắp trứng, lắp ổ lại. Trứng của con rùa hả? Trứng rùa. Để trứng em bé hả? Ừ. Em mệt quá rồi, giờ lắp lại.